Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu nài. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, một trong những cái vấn đề mà hầu hết Kitô hữu chúng ta, bất kỳ là giáo dân, tu sĩ hay là giáo sĩ, thường phải đối đầu và cũng gần như khó khăn để tìm được một cái câu giải đáp cho thấu đáo, đó là cái đời sống cầu nguyện. Chúng ta ai cũng đều biết đời sống cầu nguyện là rất quan trọng và rất là cần thiết để chúng ta có thể sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, để chúng ta có nghị lực mà vượt qua những cái thử thách để trung thành với Chúa Kitô, trung thành với đức tin của mình. Đó là nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà thấy hình như cái lời cầu nguyện chúng ta như là cái tiếng vang ở trong sa mạc, như là một cái lời kêu cầu đi vào trong thinh lặng quên lãng, như thể là không được lắng nghe, không được nhậm lời. Thì cái câu hỏi vẫn là tại sao như vậy? Ở trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy cái lời vang này của người phụ nữ lại là phụ nữ ngoại giáo. Cái thổi ban đầu cũng hình như không được lắng nghe, và thậm chí lại còn có những cái lời gần như thể là thử thách của Chúa Giê-xu. Như thể là bà không được nghe đâu, bà không có cái tư cách nào để mà van xin những điều mà bà đang trông đợi. Thì chúng ta cũng có nhiều cái cảm nhận tương tự như vậy. Hình như tôi vì còn là tội lỗi, còn là bất toàn, tôi không xứng đáng để được Chúa nhậm lời. Hoặc là vì tôi không được đạo đức, vì tôi không được giàu có, vì tôi không được quen biết với các đấng bậc lãnh đạo trong hội thánh, cho nên tôi vẫn còn là một cái người thu thuế tội lỗi, cứ phải quỳ gối xuống ở góc giáo đường để đấm ngực mà thống hối, chứ không có thể nào có đủ can đảm để đứng thẳng rồi ngước nhìn trời và nói những lời cầu nguyện đanh thép như ông biệt phái, để xin Chúa ban cho mình điều này, xin Chúa thỏa mãn cho cái ước nguyện kia. Thưa không, một trong những lý do mà lời cầu nguyện của chúng ta gần như là chưa, chứ không phải là không, chưa được đón nhận, chưa được đáp ứng, đó là, thưa anh chị em, là chúng ta cũng cần được thanh luyện ngay trong cái động tác thờ phượng, ngay trong cái cung cách cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta đến với Thiên Chúa. Câu chuyện của người phụ nữ ngoại đạo hôm nay cuối cùng đã được Chúa chấp nhận cái nguyện vọng của bà để cứu chữa người con thân yêu của bà, là sau khi bà cũng đã được thanh luyện. Bởi vì thuở ban đầu có lẽ bà đến với Chúa Giê-xu trong cái tâm trạng nhìn thấy Chúa cũng như là một cái vị ngôn sứ nào đó, như một cái vị pháp sư nào đó, như một cái đấng có cái khả năng chữa bệnh, có cái khả năng an ủi, có cái khả năng để can thiệp
từ trời cao cho bà một cái ân huệ nào đó, chứ không nhìn Chúa Giêsu như là đấng cứu thế, như là một cái đấng thiên sai duy nhất mà Thiên Chúa gửi đến với nhân loại. Và chỉ nơi Ngài, chỉ nhờ Ngài thì con người chúng ta mới được cứu, như là tuyên bố của Thánh Phêrô trong sách của Vụ Tông Đồ: từ nay mà đi, trên trời dưới đất và dưới gầm đất này sẽ không có một danh tánh nào mà chúng ta phải kêu cầu để được cứu sống ngoài danh tánh của Chúa Giêsu Kitô. Trong những cái lần chúng ta cầu nguyện, trong những cái lần mà chúng ta như cái hoàn cảnh nó quá cấp bách, nó quá khẩn thiết, chúng ta van nài, chúng ta kêu gào, thậm chí trong nước mắt, thậm chí ở trong cái đau đớn chờ đợi để mong được Chúa gia ơn giáng phúc, nhưng mà rồi lời cầu nguyện của chúng ta hình như vào cái cõi không có hồi đáp, thì chúng ta nhớ Chúa đang lắng nghe, Chúa đang chú ý đến cái hoàn cảnh của chúng ta, và Chúa đã sẵn sàng có cái giải pháp, Chúa đã sẵn sàng có cái phép lành, có cái ơn phước để trao cho chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta có một thời gian để được thanh luyện. Thanh luyện tất cả những cái ngoại vật, thanh luyện tất cả những cái chất còn pha lẫn ở trong cái lời cầu nguyện chúng ta. Những cái chất đó là gì? Thưa là cái ích kỷ, đó là cái vụ lợi, đó là những cái mê tín dị đoan nữa, thưa anh chị em. Những cái đó cần phải được thanh luyện ra khỏi cái tâm tình cầu nguyện của chúng ta với cái đức tin Kitô giáo, là chúng ta đang gặp gỡ và thưa chuyện với Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương và đầy lòng nhân hậu ở trên trời. Cha đang lắng nghe chúng ta. Nhưng chúng ta đến với Chúa trong cái tư thế nào? Của một cái người con ngoan hiền, luôn thủy chung tuân giữ tất cả những giáo huấn của Cha. Chúng ta đến với Chúa như là một cái người con lúc nào cũng canh cánh bên lòng như gương Chúa Giêsu để thi hành thánh ý của Cha. Chúng ta đến với Chúa dâng lên những lời cầu nguyện, có phải quan tâm đến cái danh thánh của Cha, đến thánh ý của Cha, đến vương quốc của Cha, hay là chúng ta còn bị lôi kéo, còn bị pha lẫn với những cái tính cách vụ lợi, ích kỷ và quá nặng về vật chất. Đó là lý do vì sao mà Cha yêu thương muốn thanh luyện chúng ta qua cái việc chúng ta cầu nguyện. Và khi mà đã được thanh luyện rồi, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên xứng đáng hơn. Và đó chính là giây phút mà chúng ta cần phải kiên nhẫn để chờ đợi. Hơn nữa, khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta cần Chúa, chứ không phải Chúa cần chúng ta. Chúng ta đến với Chúa như là một người con cái để vâng phục thánh ý của cha mẹ, tuân phục quyết định của cha mẹ. Chúng ta không phải là ông chủ, chúng ta không phải là bề trên, để đến với Chúa mà buộc rằng Chúa phải làm điều này, thỏa mãn điều kia cho chúng ta. Có lẽ cái bài tin mừng hôm nay là một cái bài học rất là hữu ích và rất là cụ thể để giúp củng cố cho tất cả chúng ta khi chúng ta muốn thực hành cầu nguyện, muốn sống đời sống cầu nguyện cho đúng thánh ý của Chúa. Cảm ơn anh chị ạ.